Xin chào các bạn, đây là clip hướng dẫn giải đề tô trên trang web tô 123.vn Hôm nay chúng ta sẽ giải bộ lề listening số 9 Đầu tiên chúng ta hãy nghe lại câu số 1 Number 1 Look at the picture marked number 1 in your test book A He is sweeping the area B He is putting a shirt on C He is planting some flowers D He is kneeling down on the ground Dựa vào mô tả trên hình, chúng ta chọn đáp án D. He is kneeling down on the ground. Qua câu 2. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. The contents of the containers are being poured. B. A researcher is checking a sample. C. The test tubes are being labeled. D. Various types of bottles are arranged. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. Some passengers are getting on the buses. B. The buses are parked next to each other. C. Vehicles are waiting at the crossing. D. The buses are passing through the countryside. The buses are parked next to each other. Câu number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. The birds are landing on the ground. B. A bird is on the woman's head. C. The woman is feeding the birds. D. A flock of birds is flying over the water. Chúng ta đáp án C. The woman is feeding the birds theo như mô tả trên hình. Câu number five. Look at the picture marked number five in your test book. A. Each car is the same model. B. Cars are parked outdoors. C. The road is jammed with traffic. D. Some of the cars are being shipped. Dựa vào hình, chúng ta sẽ đáp án Cars are parked outdoors. Câu 6. Number 6 Look at the picture marked number 6 in your test book. A. There is a lamppost next to the road. B. People are jogging along the road. C. Trees are being planted near the house. D. The road is under construction. Ta có thể thấy cây đèn đường ở đây. Đáp án ơi, there is a lamp post next to the road là đáp án chính xác. Câu 7. Number 7, look at the picture marked number 7 in your test book. A, they are taking photographs. B, the fountain is in operation. C, people are sitting on the fountain ledge. D, travelers are carrying their luggage. you will hunt đáp án C, people are sitting on the fountain ledge là đáp án chính xác. Câu 8. Number eight. Look at the picture marked number eight in your test book. A. The man is holding a public phone. B. The man is inserting some coins. C. The man is repairing the phone booth. D. The man is using an ATM. The man is holding a public phone. Câu 9. Number nine. Look at the picture marked number 9 in your test book. A. The people are walking through the forest. B. The people are fishing from the riverbank. C. The people are taking a walk. D. The people are looking at each other. Hai người này đang đi bộ. Chúng ta chọn C. The people are taking a walk. Câu mười. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. The man is conducting an experiment. B. The man is examining the report. C. The man is working in the library. D. The man is treating a patient. Theo mô tả trên hình, chúng ta sẽ ta đap The man is conducting an experiment. Câu Number 11. Where should I put these boxes? A. I suppose so. B. Tomorrow is good for me. C. On the desk. Câu hỏi là tôi nên đặt những chiếc hộp này ở đâu? Đáp án C on the desk trên bàn làm việc là đáp án chính xác. Qua câu 12. Number 12. Who was the guest speaker at the banquet? A. I had a good time too. B. It was Dr. Adams. C. In half an hour. Câu hỏi là ai là diễn giả khách mời tại bữa tiệc? Đáp án chính xác là B. It was Dr. Adams. Câu 13. Number thirteen. Why didn't you stop by the store? A. I was very busy. B. Last week. C. No, I didn't buy it. Câu hỏi là tại sao anh không ghé qua cửa hàng. Chúng ta chọn đáp án A. I was very busy. Tôi bận lắm. Câu mười Number fourteen. When is the report due? A. Professor Abraham. B. Monday. C. The reporter is coming tomorrow. Câu hỏi là khi nào là hạn cháu nộp báo cáo? Đáp án WNP Monday là đáp án chính xác. Câu 15. Number fifteen. Who is the woman in the pink shirt next to Mr. Yoshida? A. I didn't receive the shirt I ordered. B. Pink would be nice. C. That's his new accountant. Câu hỏi là người phụ nữ mặc áo sơ mi ngồi cạnh ông Yoshida là ai vậy? Chúng ta chọn đáp án C. That's his new accountant. Đó là nhân viên kế toán mới của ông ấy. Câu 16. Number 16. I wonder if Alan sent the sample yet. A. It's a simple method. B. He'll do it tomorrow morning. C. In the box. Người phụ nữ đầu tiên nói rằng, tôi thắc mắc là Alan đã gửi bản mẫu đi chưa? Đáp án B. He do it tomorrow morning and I sẽ gửi vào sáng mai là đáp án chính xác. Qua câu 17. Number 17. You going to the football game on Friday, aren't you? A. No, I went there. B. I hope so. C. It was very enjoyable. Câu hỏi là anh sẽ đến tham gia trận bóng đá vào thứ sáu đúng không? Đáp án chính xác là B. I hope so. Tôi hy vọng vậy. Câu 18. Number 18. Can you give me a ride home? A. Turn left. B. At this bus stop. C. Sure, just let me get my car key. Câu hỏi là anh chở dùm tôi về nhà được không? Đáp án chính xác là C. Sure, just let me get my car key. Tất nhiên rồi, để tôi lấy chìa khóa xe. Câu 19. Number 19. When does the delivery man usually get here? A. By truck, I think. B. No, there are some delays. C. Between 10 a.m. and 2 p.m. Câu hỏi là nhân viên giao hàng thường đến đây khi nào? Chúng ta chọn đáp án C, between 10 a.m. and 2 p.m., từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Câu 20. Number 20. Where can I connect my laptop to the internet? A. Over there in the meeting room. B. Yes, we did. C. It's about $20. Câu hỏi là tôi có thể kết nối laptop với Internet ở đâu? Đáp án A, over there in the meeting room, ở đằng kia, trong phòng họp là đáp án chính xác. Câu 21. Number 21. Don't you need to visit their headquarters? A. Yes, it's a main office. B. It's on the first floor. C. No, I went this afternoon. Câu hỏi là anh có cần ghé thăm trụ sở chính của họ không? Chúng ta chọn đáp án C. No, I went this afternoon. Không, tôi đã đi chiều nay rồi. câu hai mươi hai number 22. how long have we used that copier? A. It's about 15 kilometers. B. I'll be there for two weeks. C. Oh, about three years. câu hỏi là chúng ta dùng cái máy photocopy này được bao lâu rồi? đáp án chính xác là C. Oh, about three years. Oh, khoảng ba năm. câu hai mươi ba number 23. Did you enjoy your stay in Tokyo? A. Yes, it will be held in Tokyo. B. I want to have a chance to join your team. C. I was too busy to go to many places. Câu hỏi là cô có thích chuyến đi Tokyo của mình không? Đáp án chính xác là C. I was too busy to go to many places. Tôi bận quá chẳng đi được đến đâu. Câu bốn. Number 24. Would you like to join us for a tennis game this Thursday? A: Let me check my calendar. B: Yes, we got together. C: Basketball and tennis. Câu hỏi là anh có muốn chơi tennis với chúng tôi vào thứ năm không? Chúng ta chọn đáp án A: Let me check my calendar để tôi xem lại lịch đã. Câu lăm. Number 25. Do you think Miss Brown's presentation was boring? A: No, it was quite informative. B: I need to present it to the manager. C: it's far from here. Câu hỏi lạ, cô có nghĩ bài thuyết trình của bà Rao chán quá không? Đáp án chính xác là A, no, it was quite informative, không, nó mang lại nhiều thông tin. Xem câu 26. Number 26. When do you think you'll finish the report? A. Yes, I have already received the report. B. It has a happy ending. C. After the results are analyzed. câu hỏi là cô có nghĩ mình sẽ hoàn thành bản báo cáo không đáp án C after the reason a analyzed sau khi kết quả được phân tích câu hai mươi bảy number twenty seven do you prefer the white or black model a either one is fine with me b i had no choice c yes it's a worthwhile decision câu hỏi là anh thích mẫu nào Thơm, trắng hay đen chúng ta chọn đáp án A. Either one is fine with me. Cái nào cũng được. Với câu 28. Number 28. We need to get new computers and a copier in our office. A. No, it's broken. B. It's in front of the office. C. Yes, but we can't afford to do it. Người phụ nữ nói là chúng ta cần máy tính và một máy photocopy mới cho văn phòng. Đáp án chính xác là C. Yes, but we can't afford to do it. Ừ, nhưng chúng ta không đủ tiền chi trả. Với câu 29. Number 29. How are you getting to the airport tomorrow night? A. I'm fine for now. B. I'm planning to drive my car. C. She'll leave at 5.30. Câu hỏi là, tối mai cô đi gì tới sân bay? Đáp án B. I'm planning to drive my car. Tôi tính lái xe đến. Câu 30. Number 30. Don't you need to read the manual before you try to install the new software? A. I'll try again tomorrow. B. Yes, but I'll be a little late. C. I already know the method. Câu hỏi là anh có cần đọc hướng dẫn trước khi cài đặt phần mềm mới không? Đáp án C. I already know the method. Tôi biết cách làm rồi là đáp án chính xác. Câu 31. Number 31. What time are you meeting with the new client? A. I will leave for his office right after lunch. B. Yes, she's one of our special clients. C. The meeting started on time. Câu hỏi là cô định gặp khách hàng lúc mấy giờ? Chúng ta đáp án A. I will leave for his outfit right after lunch. Tôi sẽ đến văn phòng của anh ta sau buổi trưa. Tiếp theo câu 32. Number 32. Mr. McAdoo is the landlord of this office, isn't he? A. No, he bought it yesterday. B. Yes, I think he is. C. He's in his office. Câu hỏi là ông MacAdo là chủ văn phòng này phải không? Chúng ta đáp B. Yes, I think he is. Ừ, tôi nghĩ vậy. Đến câu ba ba. Number thirty-three. Why do you think they closed the main entrance this morning? A. Yes, they are very kind. B. They were repairing it. C. It's so close to here. Câu hỏi là tại sao anh nghĩ họ sẽ đóng cửa lối đi chính vào sáng nay? Đáp án chính xác là B. They were repairing it. Họ đang sửa chữa nó mà. Đến câu 34. Number 34. Can you send me your resume by Wednesday? A. No, by email. B. I received it myself. C. Certainly, I'd be glad to. Câu hỏi là anh có thể gửi bản lý lịch cho tôi trước thứ tư không? Đáp án C. Certainly, I'd be glad to. Tất nhiên rồi, tôi rất vui lòng đã đáp án chính xác. Đến câu 35. Number 35. Is it still possible to register for the marketing seminar in the lobby? A. No, it's my new hobby. B. Yes, and it won't take too long. C. Next to the cash register. Câu hỏi là vẫn còn đăng ký tham dự hội nghị ở Hành Lan được đúng không? Đáp án chính xác là B. Yes, and it won't take too long. Ừ, và nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Xem câu 36. Number 36. What do you think about the marketing strategy for the new product? A. I expect it will be effective. B. He attended the strategy meeting. C. Monday at noon, I think. Câu hỏi là anh nghĩ gì về chiến lược marketing cho sản phẩm mới? Chúng ta sẽ đáp án A. I expect it be effective. Tôi hy vọng nó sẽ hiệu quả. Đến câu 37. Number 37. The workshop for sales managers is ready to start, isn't it? A. No, it's already been completed. B. Yes, I think it is. C. I'll be right there. Câu hỏi là, buổi workshop dành cho các nhà quản lý kinh doanh đã bắt đầu chưa? Chúng ta chọn đáp án B. Yes, I think it is. Rồi, tôi nghĩ vậy. Câu 38 Number 38 Would you like a table near the window? A. To meet with clients. B. Sure, she's very kind. C. Yes, we'd like that. Câu hỏi là quý khách có muốn một bàn gần cửa sổ không? Đáp án chính xác là C. Yes, we'd like that. Câu 39 Number 39 Do you want to talk about the new office design now or tomorrow morning? A. Yes, I arrived yesterday. B. Let's take care of it now. C. It takes two days. Câu hỏi là anh muốn bàn về thiết kế văn phòng mới vào hôm nay hay sáng mai? Đáp án B, Let's take care of it now. Chúng ta bàn luôn bây giờ đi là đáp án chính xác. Đến câu 40. Number 40. Would you recharge the battery for my portable storage device, please? A. But I charged it yesterday. B. No, there is no charge. C. Is very convenient. Người phụ nữ nói là anh có thể nạp điện cho thiết bị lưu trữ di động của tôi được không? Đáp án chính xác là A. But I tried it yesterday. Nhưng hôm qua tôi đã nạp rồi mà. Bây giờ chúng ta sang đoạn hội thoại từ câu 41 đến câu 43. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Have you seen the number 10 city bus? Not yet, but they do come by every 20 minutes. I expect you'll see one in a few minutes. Great. I overslept and was worried that I already missed it. You're lucky. The buses run slower in wet weather. Câu 41 lịch trình của xe buýt là bao lâu một chuyến? Người phụ nữ nói rằng, they do come by every 20 minutes. Xe đến trạm 20 phút một lần. Đáp án chính xác là đi every 20 minutes. Sang câu 42, vì sao người đàn ông lo lắng? Anh ta nói rằng, I overslept and was worried that I already missed it. Tôi ngủ quên và cứ lo là đã trễ xe buýt rồi. Đáp án chính xác là C. He might miss the bus. Câu 43. Vì sao bây giờ xe buýt đến chậm hơn? Người phụ nữ nói rằng The buses run slower in wet weather. Xe buýt chỉ chậm hơn khi trời mưa. Đáp án B. It's raining là đáp án chính xác. Tiếp đến chúng ta nghe lại đoạn hội thoại từ câu 44 đến 46. questions 44 through 46 refer to the following conversation would you please make me a copy of the new japanese account it isn't in the file cabinet under new clients where i had left it do you know where it may be i brought it with me to the conference room for my meeting with the director susan this morning she may have taken it to her desk okay i'll ask her about it at the management meeting later today 44, the it isn't in the file cabinet under new client where I had left it. Nó không ở trong tủ tài liệu dưới new client hả? Tôi đã để nó ở đó mà. Chúng ta chẳng đáp án D in the file cabinet. Câu 45. Susan làm ở vị trí nào? Người phụ nữ nói rằng I brought it with me to the conference room for my meeting with the director Susan this morning. Tôi đã mang nó theo đến phòng hội nghị, đã học với giáp nóc Susan sáng nay. Đáp án P, Director là đáp án chính xác. Câu 46. Người đàn ông muốn gặp Susan ở đâu? Anh ta nói rằng, I'll ask her about it at the management meeting later today. Tôi sẽ hỏi bà ấy về nó trong cuộc họp quản lý sau đó trong hôm nay. Đáp án chính xác là B, at a meeting. Tiếp đến đoạn hội thoại từ câu 47 đến 49. questions 47 through 49 refer to the following conversation. good afternoon, mr. jones. this is kendra wilson from kochco cable service calling to confirm the installation of your cable service for friday afternoon. yes, that's right, friday at 2 p.m. will it be necessary for you to do any of the installation in the house? actually, we'll have to access the main cable indoors. we'll need someone to let us in. well, could i change the appointment time to 10 a.m. then? My wife and I will both be out in the afternoon. Câu 47, vì sao cô Wilson gọi cho ông Jones? Cô ấy nói là This is Kendra Wilson from Kogiko Keeper Service calling to confirm the installation of the Keeper Service for Friday afternoon. Tôi là Kara Wilson gọi từ Kogiko Keeper Service để xác nhận về dịch vụ lắp đặt kép cho ông vào chiều thứ sáu. Đáp án C to remind him of an appointment là đáp án chính xác. Câu 48. Kendra yêu cầu ông Troy làm gì? Cô ấy có nói, Actually, we have to assess the main cable indoors. We need someone to let us in. Thật ra chúng tôi sẽ lắp đặt các chính trong nhà. Chúng tôi cần ai đó mở cửa cho chúng tôi vào. Chúng ta chặt đáp án A. Allow someone from her company in the house. Câu 49, hai người trong đoạn hội thoại có thể gặp nhau lúc mấy giờ? Lúc đầu ông John xác nhận cuộc hẹn là vào 2 giờ chiều thứ sáu nhưng sau đó đã yêu cầu Could I change the appointment time to 10 a.m. then? Tôi có thể đổi cuộc hẹn lên 10 giờ sáng không? Đáp án chính xác là bị Friday at 10 a.m. Bây giờ chúng ta hãy nghe loại đoạn hội thoại từ câu 50 đến 52. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Do you know what time the conference is scheduled to begin? The first speaker will start at 9, but I may be a little late. I have to take my car to the mechanic, so my wife will drive me after dropping the kids off at school. I'm catching the 8 o'clock train, so I think I'll be on time. Why don't I take notes so that you don't miss anything important? Thanks, that's great. Why don't we try that new restaurant on our lunch break? Vì sao người đàn ông sẽ bị trẻ buổi hội nghỉ? anh ta có nói là I have to take my car to the mechanic. Tôi sẽ phải mang xe đi sửa. Chúng ta chọn đáp án C. His car is being repaired. Câu 51. Người phụ nữ sẽ đến buổi diễn thuyết bằng cách nào? Cô ấy có nói là I'm catching the 8 o'clock train. Tôi sẽ bắt chuyến tàu lúc 8 giờ. Đáp án chính xác là A by train. Câu 52, người đàn ông đề nghị làm gì? Anh ta nói là, "Why don't we try that new restaurant on our lunch break?" Vì sao chúng ta không thử đi ăn trưa ở nhà hàng mới? Đáp án D, have lunch together là đáp án chính xác. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 53 đến 55. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. I'd like to register for the guest speaker's lecture on Friday, October 20th, in the main conference room. Unfortunately, all of the tickets are sold out for that program. However, we still have seats available for the Saturday talk located in the auditorium. I was really hoping to learn more about money management. Do any of the weekend talks relate to financial planning? The Saturday afternoon talk is focused on investments with major financial institutions. You may find it beneficial. Câu 53, người phụ nữ đang làm gì? Cô ấy nói là I'd like to register for the guest speaker's lecture on Friday, October 20 in the main conference room. Tôi muốn đăng ký tham gia chương trình diễn thuyết của khách mời vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 tại phòng hội nghị chính. Chúng ta chặt đáp án đi. Buy in a ticket for a speech. Câu 54, buổi diễn thuyết vào thứ Bảy diễn ra ở đâu? Người đàn ông nói là We still have seats available for the Saturday talk located in the auditorium. Chúng tôi vẫn còn ghế cho buổi diễn thuyết vào thứ bảy tại thính phòng. Đáp án chính xác là B. in the auditorium. Câu 55. Người phụ nữ muốn tham dự buổi diễn thuyết nào? Cô ấy có nói I was really hoping to learn more about the money management. Tôi rất hy vọng được tìm hiểu thêm về quản lý tiền bạc. Đáp án chính xác là B, financial management. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 56 đến 58. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Is there a flight that will arrive in New York by 9 a.m. Friday? I have a meeting at 10 a.m. Yes, there are two available flights. One leaves at 6 a.m. and connects through Chicago. The other is a direct flight from Los Angeles and departs at 6.30. Well, I'd prefer a direct flight, but is there a big difference in price? The later flight is about 20% higher in cost. But if you purchase it today, you can get a ticket at a cheaper price. Vì người phụ nữ New York? Cô nói là, Is there a flight that will arrive in New York by 9 a.m. Friday? I have a meeting at 10 a.m. Có chuyến bay nào đến New York lúc 9 giờ sáng thứ sáu không? Tôi có một cuộc họp lúc 10 giờ sáng. Chúng ta chọn đáp án D to attend a meeting. Câu 57. Một trong những chuyến bay sẽ quá cảnh ở thành phố nào? Người đàn ông cho biết One leaves at 6 a.m. and connects through Chicago. Một chuyến khởi hành vào lúc 6 giờ sáng và có cảnh ở Chicago. Đáp án chính xác là C. Chicago. Câu 58, người đàn ông đề nghị làm gì? Anh ta nói là The later flight is about 20% higher in cost, but if you purchase it today, you can get a ticket at a cheaper price. Chuyến bay sau có giá cao hơn khoảng 20%, nhưng nếu cô mua vé hôm nay, cô có thể có được mức giá thấp hơn. Đáp án B, give the woman a discount là đáp án chính xác. questions 59 through 61 refer to the following conversation. hello, mr. marshall. this is sandy hildebrand calling from uniglobe travel company. i'm calling to remind you that today is the last day we are accepting bookings for the italy tour package, and also that you are still eligible for the group discount. oh, great. unfortunately, i have meetings beginning at one o'clock. can we discuss this a little later? what time would be best for you? I'll be in the office until 6 today, but remember the final bookings must be made today. Of course, I am very interested and I'll contact you at around 5. Cậu 59, ông Marshall đang nói chuyện với ai? Người phụ nữ nói chuyện với ông ta giới thiệu. This is Sandy, here calling for a unique travel company. Tôi là Sandy. ran gọi đến từ công ty lữ hành Uniqlo, đáp án đi ở Travel Agent là đáp án chính xác. Câu 60. Vì sao người phụ nữ gọi điện cho ông Marshall? Theo như chi tiết ở câu 59, chúng ta chọn đáp án A, to remind him up a special offer. Câu 61. Ông Marshall sẽ gọi lại cho cô ấy lúc mấy giờ? Ông ta nói rằng I'll contact you at a draw file. Tôi sẽ liên lạc với cô vào khoảng 5 giờ. Đáp án chính xác là C at o'clock. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 62 đến Question 62 through 64 referred to the following conversation. Has the most recent order of hard drives been assembled yet? Some of the components haven't arrived from our other plant. There's been a delay in the shipment. I'll have to call over and see what's keeping them. We have a large number of orders that we have to get out this week. I know. We don't want one order to back up the whole system. Câu 62. Có vấn đề gì với đơn đặt hàng? Người đàn ông nói là Some of the components haven't arrived from our other plant. Một số phần từ nhà máy khác vẫn chưa đến. Chúng ta chọn đáp án C. ở shipping delay. Câu 63. Người phụ nữ có thể làm gì tiếp theo? Cô ấy nói là I'll have to call over and see what's keeping them. Tôi phải gọi điện xem chuyện gì làm họ chậm trễ mới được. Đáp án chính xác là B. Make a telephone call. Câu 64. Người đàn ông đề nghị chuyện gì sẽ xảy ra nếu vấn đề không được giải quyết. Anh ta nói là We don't want one order to back up the whole system. Chúng ta không muốn một vị trí là ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Chúng ta chọn đáp án A. The whole system could be slowed down. question 65 through 67 refer to the following conversation if you give me your ticket stub i can show you to your seat well i don't have one actually i reserved my ticket over the phone do you know where i can pick it up the box office is located on the main floor just outside the entrance you'll see three ticket booths there booth b is for ticket pickups great thanks for your help Câu 65, vì sao người khổ nữ không có vé? Cô ấy nói là I reserved my ticket over the phone. Tôi đã đặt vé qua điện thoại. Đáp án C, she reserved it over the phone là đáp án chính xác. Câu 66, phòng vé nằm ở tầng máy. Người đàn ông nói rằng The box office is located on the main floor, just outside the entrance. Phòng vé nằm ở tầng chính, ngay bên ngoài lối vào. Đáp án chính xác là A, one. Câu 67. Người phụ nữ có thể làm gì tiếp theo? Người đàn ông chỉ phòng vé cho cô ấy và nói tiếp. you see three ticket booths there. Booth B is for ticket pickups. Cô sẽ thấy ba gian hàng vé ở đó. Gian hàng B là để mua vé. Chúng ta chọn đáp án B. Visit one of the ticket booths. Bây giờ là đoạn hội thoại từ câu 68 đến 70. Question 68 through 70 refer to the following conversation. Hey Kate. I was thinking that June Smith, the company's strategic advisor, would be able to assist us with the negotiations of the new proposal. That sounds great, Wanda. Unfortunately, she's away on maternity leave for the rest of the year. That's too bad. She really is an expert in this field. We could look at asking her replacement, Jordan. I hear he's quite bright as well. Câu 68, vì sao Trun Smith không thể giúp hai người trong đoạn hội thoại? Khi người phụ nữ đầu tiên đề nghị nhờ Trun Smith giúp đỡ, người phụ nữ thứ hai nói rằng Unfortunately, she's away on maternity leave for the rest of the year. Tiếc là cô ấy đã nghỉ thai sản trong khoảng thời gian còn lại của năm rồi. Đáp án chính xác là C. She recently had a baby. Câu 69, June Smith sẽ quay lại khi nào? Vì cô ấy sẽ nghĩ đến hết năm, nên đáp án C, next year là đáp án chính xác. Câu 70, ai sẽ là người giúp hai người phụ nữ? Người phụ nữ thứ hai nói là, We could look at asking her replacement Jordan. Chúng ta có thể nhượng người thay thế của cô ấy Jordan. Chúng ta chọn đáp án C, Jordan. Tiếp đến là bài diễn thuyết từ câu 71 đến 73. Question 71 through 73 refer to the following talk. The day after tomorrow we will start our new data search training program, which some of you may be familiar with from past experience. I have chosen this particular data search program based on your suggestions about what sort of program the company needed. You've all been given an agenda which assigns you to a certain study group and includes a course manual. I am asking all employees to keep a record of the number of hours they spend training on this program. Everyone should log at least 10 hours of training. Câu 71, các nhân viên được đào tạo để làm gì? Trong bài diễn thuyết có chi tiết The day after tomorrow we will start our new data search training program Ngày chi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đào tạo và dữ liệu tra cứu mới Chúng ta chọn đáp án A Use search software Câu 72, các nhân viên đã được nhận cái gì? Trong bài diễn thuyết có đề cập đến You've all been given an agenda which assigns you to a certain study group and includes a course manual. Các bạn sẽ nhận được bản mục lục chương trình có chỉ định nhóm học tập và bao gồm một số hướng dẫn của khóa học. Đáp án chính xác là C, a course manual. Câu 73, người nói yêu cầu điều gì? Anh ta nói là I am asking all employees to keep a record of the number of hours they spend training on this program. Tôi yêu cầu tất cả các nhân viên lập một bản báo cáo số giờ tham gia chương trình của mình. Đáp án chính xác là D, record of training hours. Bây giờ là đoạn quảng cáo từ câu 74 đến 76. Questions 74 through 76 refer to the following advertisement. Both exercise and diet are now a major part of our everyday lives. The importance of maintaining good health has been emphasized by health and fitness practitioners alike. We are here to offer you a fresh start. Our program, Core Fitness, combines nutrition and diet with regular exercise. Not everyone is alike, so, unlike other weight loss programs, our trainer will provide you with a nutrition and exercise plan tailored specifically for you. We will work together in order for you to obtain your desired results in weight loss by providing you with the tools you need. We are committed to providing you with fast results. It's our 30 day guarantee. người nói có thể là ai? Cô ấy giới thiệu về chương trình của công ty mình là Core Fitness, đáp án C ở Salesperson là đáp án chính xác. Câu 75, chương trình này có gì khác biệt? Người phụ nữ cho biết, Not everyone is a client, so unlike other weight loss programs, our trainer will provide you with a nutrition and exercise plan tailored specifically for you. Không phải ai cũng giống nhau, vì vậy, không những chương trình giảm cân khác, các hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một chế độ ăn uống và kế hoạch luyện tập chỉ dành riêng cho bạn. Đáp án chính xác là B. It is specifically designed for each consumer. Có 76. Chương trình bảo đảm cái gì? Người phụ nữ nói là We are committed to providing you with Fat reason. Chúng tôi cam kết đem đến cho bạn kết quả trong thời gian ngắn. Táp án chính xác là D. Short time period. Bây giờ là đại nói chuyện từ câu 77 đến 79. Question 77 through 79 referred to the following talk. The company is setting up a new email system, so beginning this Thursday there will be no email service for 24 hours. Instead, you'll have to rely on phone messages and faxes to communicate with your clients this means that you'll have to inform your clients immediately about this change so that if they need to get in contact with you they will be able to we'll have the information technology team up here wednesday night to begin installing the software and email should be restored by friday morning you'll receive a memo later today that will explain all of this in more detail the company is setting up a new email system so Beginning this Thursday, there will be no email service for 24 hours. Công ty đang lắp đặt một hệ thống email mới. Vì vậy, bắt đầu từ thứ năm tuần này, sẽ không có dịch vụ email nào trong 24 giờ. Đáp án A, to inform employees of a new system, là đáp án chính xác. Câu 78, các nhân viên được yêu cầu làm gì? Để nói chuyện cho biết, This means that you have to inform your clients immediately about this change. Điều này có nghĩa là mọi người phải thông báo về thay đổi này cho khách hàng ngay lập tức. Chúng ta chọn đáp án C, inform her clients about the change. Câu 79, khi nào thay đổi này được hoàn thành? Gần cuối đoạn nói chuyện có thông tin. Email should be restored by Friday morning. Email cần phải được phục hồi lại vào sáng thứ 6. Đáp án chính xác là D, Friday. Questions 80 through 82 refer to the following voicemail message. Hi Bill, this is Peter from the manufacturing facility. I know that you were at the plant this morning, and I don't mean to be an inconvenience. However, I was hoping that you could come back to the plant as soon as you get a chance. There seems to be a problem with the main assembly line. The conveyor system isn't working properly, and I was hoping you could come by and take a look at it. Unfortunately, we can't continue with production until this situation is rectified. As you know, we have a number of large orders we were hoping to complete before the weekend. Again, I am really sorry to bother you. Câu 80 Vì sao Peter xin lỗi Bill? Anh ta cho biết, I know that you were at the plant this morning and I don't mean to be an inconvenience. However, I was hoping that you could come back to the plant as soon as you get a train. Tôi biết anh đang ở nhà máy sáng nay và tôi không cố ý khiến anh thấy bất tiện. Nhưng tôi hy vọng anh có thể quay lại ngay khi có thể. Chúng ta chọn đáp án C for asking him to return to the plant. Câu 81, Peter yêu cầu Bill làm gì? Anh ta nói là There seems to be a problem with the main assembly line. Có vấn đề với dây chuyền sản xuất chính. Chúng ta chọn đáp án A. Examine the main assembly line. Câu 82. Lý do cho việc khẩn cấp này là gì? Peter nói là As you know, we have a number of large orders we were hoping to complete before the weekend. Anh biết đó, chúng ta có rất nhiều đơn hàng lớn cần phải hoàn thành trước cuối tuần. Chúng ta chọn đáp án A. The company is trying to complete its orders. Tiếp đến là chương trình phát thanh radio từ câu 83 đến 85. Questions 83 through 85 refer to the following radio broadcast. The Bruce Trail, heightens newest conservation area, celebrated its grand opening on Sunday. After nearly seven years in the making and three million dollars in donations from local residents, participants were thrilled with the successful completion of the project. The festivities started with an inaugural speech made by the city mayor. Thousands turned out to pay a tribute to the newest city addition, walking the trails that link the lakefront with Heighton's downtown core. Following the five kilometer trek, people gathered for a fantastic performance by a local band, Blues Explosion, and an enormous fireworks display over the escarpment. Câu 83, khu bảo tồn mới giá trị bao nhiêu tiền? Người dẫn chương trình phát thanh có nói đến chi tiết 3 million dollars in donation from local resident, 3 triệu đô la quyên góp từ cư dân địa phương. Đáp án A, 3 million đã đáp án chính xác. Câu 84, cái gì sẽ diễn ra tại lễ khai trương? Chương trình phát thanh có đề cập The festivity started with an in girls speech made by the city mayor. Buổi lễ bắt đầu với bài phát biểu của thị trưởng thành phố. Đáp án B, a speech là đáp án chính xác. Câu 85. Cái gì sẽ diễn ra sau sự kiện đi bộ trên những con đường mòn? Trong đoạn phát thanh có chi tiết. Following the 5 km truck, people gather for a fantastic for a moment by a local band, Blues Explosion. Tiếp nối sự kiện đi bộ 5 km, mọi người tụ họp lại để thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của ban nhạc địa phương Blues Explosion. Đáp án chính xác là A, a music performance. Bây giờ là đoạn giới thiệu từ câu 86 đến 88. Questions 86 through 88 refer to the following introduction. Good afternoon. My name is David Poulain and you're listening to Health Talk. Joining us today is Dr. Jennifer Duncan. Lead researcher at the American Cancer Center in Syracuse, New York. Before joining the research team, Dr. Duncan practiced medicine in the oncology department at Chicago General Hospital for 12 years, and she is an expert in children's tumor care. This afternoon, Dr. Duncan will talk to us about the future of cancer treatment. Following her talk, she will be taking questions via email here at the station. <laughs> công việc hiện tại của tiến sĩ Duncan là gì? Trong đoạn giới thiệu có chi tiết, Joining us today is Dr. Jennifer Duncan, lead researcher at the American Cancer Center in Syracuse, New York. Tham dự với chúng ta hôm nay là tiến sĩ Jennifer Duncan, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Hoa Kỳ tại Syracuse, New York. Đáp án chính xác là bi Cancer Researcher. Câu 87, tiến sĩ Cân đang diễn thuyết ở đâu? Đại giới thiệu cho biết, you listening to Hell Talk. Quý vị đang nghe chương trình Hell Talk. Chúng ta chọn đáp án B, on a radio program. Bây giờ chúng ta sang bài nói chuyện từ câu 89 đến 91. Questions 89 through 91 referred to the following talk. To your right, you'll notice the Grand Guadalupe Castle, constructed in 1867 by the famous Spanish architect Julio Piedras. The structure to the west of the castle is the Robertson Palmer Convention Center, constructed in 1945. To the east, you will notice the famous Centennial Tower, where we will have dinner this evening. I have made a reservation for our group under the name Petrova. There are numerous clothing boutiques in this fashion quarter of the city. I'll give you a couple of hours now to do some shopping if you would like, but please meet back in front of the Robertson Palmer Convention Center at 4pm. If there are any further questions, please see me now. Câu 89, khán giả đang làm gì? Sau khi nghe bài nói chuyện, chúng ta chọn đáp án C, taking a guided tour. Câu 90, người nói cho biết gì về buổi tối? Người này nói là, to the east, you will notice the famous Centennial Tower where we will have dinner this evening. Ở phía đông quý vị có thể thấy tòa tháp Centennial nổi tiếng nơi chúng ta sẽ dùng bữa tối. Đáp án chính xác là A. It will be served at Centennial Tower. Câu 91. Nhóm sẽ gặp nhau ở đâu khi mua sắm? và nói chuyện cho biết I'll give you a couple of hours now to do some shopping if you good like. But please meet back in front of the Robertson Palmer Convention Center. Tôi sẽ dành cho quý vị 2 tiếng để mua sắm ngay bây giờ nếu quý vị muốn, nhưng vui lòng tập hợp lại trước trung tâm Robertson Palmer Convention. Chúng ta chọn đáp án B, in front of the Robertson Palmer Convention Center. Bây giờ là đoạn thông báo từ câu 92 đến 94. Questions 92 through 94 refer to the following announcement. To celebrate the company's success in meeting our sales targets this year, all employees will receive a special appreciation package. However, employees must drop by the Human Resources Department to pick up their package. The HR department would appreciate it if you could pick up your package by this Friday. If any employees are unable to pick up their package, please contact Irene Blair at 887-9966, extension 5342. I am very pleased with everyone's performance so far this year. Keep up the good work. Câu 92, nhân viên phải đến nhận phần thưởng khi nào? Đoạn thông báo có chi tiết, The HR department could appreciate it if you could pick up your package by this Friday. Bộ phận nhân sự mong rằng mọi người sẽ lấy phần thưởng của mình vào thứ sáu tuần này. Đáp án đi, Friday là đáp án chính xác. Câu 93, phần thưởng này tặng nhân dịp gì? Đoạn thông báo nói là To celebrate the company's success in meeting our sales targets. This year, all employees will receive a special appreciation package Đã kỷ niệm thành công trong kinh doanh năm nay của công ty Tất cả nhân viên sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt Đáp án chính xác là B Fulfilling the company sales targets this year Câu 94 Nhân viên nên làm gì nếu không nhận được phần thưởng? Đoạn thông báo cho biết If any employees are unable to pick up their package Please contact our employer Nếu không nhận được phần thưởng, vui lòng liên lạc với Irene Player, đáp án chính xác là C, Cone a College. Bây giờ chúng ta sang bảng tường thuật từ câu 95 đến 97. Questions 95 through 97 refer to the following report. Mayor Rawling was present this afternoon at the grand opening of Creekside Cellars, a new wine and culinary center located outside the town of Jordan. Creekside has been created in order for tourists and members of the community to experience winemaking and cooking seminars. The mayor tried his hand at winemaking before joining local members of the community in the wine tasting cellar. He also sampled traditional Jordan recipes prepared by the nearly 20 trained chefs on staff. Before leaving the premises, Mayor Rawlings stopped in the gift shop to purchase local crafts in support of the community. Câu 9, Mở đầu bản tường thuật có chi tiết Greek style cellar, a new wine and culinary center located outside the town of Jordan. Greek style cellar, một trung tâm rượu và ẩm thực mới nằm bên ngoài thị trấn Jordan. Đáp án chính xác là C, a wine making center. Câu 96, Ngài thị trưởng làm gì ở Greek style cellar? Bản thường thuộc cho biết, the mayor tried his hand at wine making. Ngài thị trưởng đã cố gắng tự tay ủ rượu. Chúng ta chọn đáp án A. He met why. Câu 97. Ngài thị trưởng thường đi thăm nơi nào khi rời khỏi tòa nhà? Bản thường thuật đề cập. Before leaving the premises, Mayor Rowling stopped in the gift shop. Trước khi rời khỏi cơ sở, thị trưởng Rowling ghé qua cửa hàng quà tặng. Chúng ta chọn đáp án C. A souvenir shop. Tiếp đến là đoạn nói chuyện ngắn ở câu 98 đến 100. Questions 98 through 100 refer to the following short talk. Good afternoon, everybody. I am pleased to announce the launching of our new company website. We are intending to have the site fully operational within two months, that's November. As you are aware, we want everyone's input to make this website a success. I hope that everyone here at Bridgestone Consulting will make an effort to contribute their ideas to making this a success. Also, I have hired a web designer and a technical support staff. Most importantly, I've hired a project manager, Joanne Malcolm. Câu 98, mục đích của bài nói chuyện là gì? Trong bài có chi tiết I am pleased to announce the launching of our new company website. Tôi rất vui mừng thông báo về việc ra mắt website mới của công ty chúng ta. Đáp án C, to launch a new website là đáp án chính xác. Câu 99, chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng 11? Để nói chuyện cho biết, we are intending to have the site fully operational within two months, that's November. Chúng tôi sẽ dự tính cho trang web được vận hành đầy đủ trong 2 tháng tới, tức tháng 11. Chúng ta chặt đáp án C, the company website will become fully operational. Có 100. Công việc của Trend Mycom là gì? Để nói chuyện có câu. I hire a project manager, Trend Mycom. Tôi đã thuê một quản lý dự án, Trend Mycom. Đáp án chính xác là D, project manager. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bộ đề listening số 9 xin chào và hẹn gặp lại